Mini ô tô Duy Anh Mobile xin kính chào quý khách. Trụ sở chính tại 42 Ngô Thị Nhậm, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Vâng, chào mừng tất cả các cô chú và anh chị đã quay trở lại với kênh của ô tô Duy Anh Mobile. Hôm nay là tụi em đang chạy một chiếc xe, đó là Hyundai Stelvio, sản xuất đời 1998. Đăng ký niên hạn sử dụng tới năm 2023, là niên hạn còn được 3 năm 6 tháng rồi nha anh chị nha. Xe này thì xuống tải 700 kg, và trên ghế là 3 chỗ ngồi. Và chiếc xe này bây giờ tụi em đang có mặt trên đường chuẩn bị đi Quảng Khê, Đắk Nông, và tuyến đường tụi em sẽ là về lại Đà Lạt và thành phố Bảo Lộc trong vòng chiều ngày mai. Thì con xe này bên em bán cho anh chị và cô chú với giá thành là 68 triệu. Thì anh chị và cô chú nào ở trong cái cung đường mà tụi em đang đi á, xem xe trực tiếp thì xin vui lòng gọi điện thoại cho em theo số điện thoại đó là 0935500001. Xe này là máy dầu nha anh chị nha, số sàn nha, tay lái trợ lực, máy lạnh, máy liếc đồ là ok, nhạc nhõm sập sình nha anh chị nha. Em xin nhắc lại, con xe này nó là trọng tải của em nó là 700 kg nha anh chị. Đó, anh chị thích hợp cho anh chị cô chú nào mua chiếc xe này về để mình chở hàng chở hoa. Chiếc xe này thì em cũng có review sơ một review chi tiết về cái clip của chiếc xe này rồi. Thì anh chị cô chú nào thích thì xin mua lòng điện thoại cho em. Rồi em sẽ gửi một cái đường link chi tiết qua cho anh chị cùng tham khảo. Còn hiện tại bây giờ là tụi em đang ngồi trên xe, thì em không có quay được chi tiết hết cái xe. Em chỉ làm cái clip để em báo là trên cung đường tụi em đang có mặt. Thì anh chị cô chú nào trong cái quãng đường đó thì xin mua lòng muốn sở hữu chiếc xe này thì xin mua lòng điện thoại cho em. Đây là tapi nè anh chị nè, tapi tắp lò rất là ok anh chị ha. Xe này thì 4 kính là xài bằng điện hết nha anh chị nha. Đó, tay lái trợ lực na phong trần rất ok, hai dàn lạc thích hợp cho anh chị và cô chú nào mua về sử dụng trong vòng 3 năm 6 tháng nữa nha anh chị. Đăng kiểm thì hiện tại vẫn đang còn nha anh chị. Xe này bằng anh chị nào mà ở Sài Gòn á thì mua là đúng bài luôn anh chị ha. Đây là tên em, nó là Hyundai Stelvio nha anh chị nha. Sản xuất năm 1998, Hàn Quốc, niên hạn sử dụng tới năm 2023. Chiều dài cơ sở của em nó là 2m6. Ngang là 1m605, cao là 1m330 nha anh chị nha. Đó, trọng tải hàng hóa em nó là 700 kg. Dung tích xi lanh là máy dầu 2607 cm3 nha anh chị. Hiện tại đăng kiểm còn tới tháng 10. Ngày 10 tháng 8 năm 2020, bản số đang đeo là 51D00137 nha anh chị. Xe này gốc ở thành phố Hồ Chí Minh luôn nha anh chị nha. Đó, với giá thành bên em bán là 68 triệu. Anh chị thấy một chiếc xe máy dầu chạy rất bốc nha anh chị. Xe chạy rất bốc. Anh chị thích sở hữu chiếc xe này thì xin mua lòng điện thoại cho em. Thì tuyến đường của em là Quảng Khê, Đắk Nông và Đà Lạt. Điểm đáp lại cuối cùng của em là ngày mốt là sẽ có mặt tại thành phố Bảo Lộc. Hôm nay mùng mấy ta? Hôm nay hình như 13 thì phải. Đó. Hôm nay là ngày 13 tháng 6 năm 2020 nha anh chị nha. Vào lúc buổi chiều. Vâng, cảm ơn tất cả các cô chú và anh chị đã theo dõi clip này. Và anh chị cô chú ơi cũng đừng quên nhấn nút đăng ký và bấm chuông để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng bên ô tô Duy Anh Mobile nhé. Một lần nữa cũng chúc cho đại gia đình mình có một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình mình nha.